Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Vành Khuyên sẽ chia sẻ món sườn non sốt bơ tỏi. Thì ở đây mình có thịt sườn heo nên mua cái sườn non. Là cái sườn này, tức là khi mình chọn sườn mình nên mua cái sườn mà có cái xương nhỏ. 2 gói sườn là 1,4 kg. Để lên cho một số các chị em mình lựa sườn thì nhớ cái cây sườn, cái xương này nó nhỏ, còn nếu như mà cái xương nó lớn là sườn già, và sau đó thì chặt ra tùy thích và rửa sạch sẽ với lại chanh, muối hoặc là giấm muối, rửa bằng nước nóng ấm. Gia vị cần có đó là tỏi, củ hành tím. Vành Khuyên sẽ để thành phần nguyên liệu bên dưới màn hình video trong phần mô tả. Ở đây là bơ và tỏi, hành thì tùy theo mình thích ăn nhiều thì cho nhiều. Rồi gia vị nêm sẽ có nước tương Maggi nè, dầu hào, nước mắm ngon, tương ớt, muối, đường, và nếu như nhà mình có ăn bột ngọt thì cho một chút xíu hoặc là cho bột nêm. Sau khi mình rửa với lại nước nóng ấm, nhìn thấy miếng sườn tái luôn như vậy nè, thì nó sẽ không có ra chất dơ, cũng như là không có bị ra cái máu đỏ ngay cái chỗ đầu sườn. Mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê vuông như vậy, muối, và 1/2 muỗng cà phê đường, một chút tiêu, chỉ cho ít thôi, không cho nhiều bởi vì chút nữa mình còn chiên. Sau đó xóc đều. Rồi ướp ở đây. Tiếp theo là mình cần có tỏi mài hoặc là bằm cho thiệt là nhuyễn luôn. Ở đây mình lấy cái cối size 2 lưỡi dao này và size 10 g tỏi. Khi mình xay bằng cái cối 2 lưỡi dao thì tỏi giống như là mài, nó nhuyễn như vậy nè, để mình ướp vào trong sườn. Khi mình ướp cái tỏi nhuyễn như vậy thì lúc chiên nó sẽ không bị cháy, đồng thời là thơm ngon. Trong trường hợp anh chị em và các bạn không có xay nhuyễn được thì cũng có thể vắt. Mình lấy cái nước tỏi rồi ướp vào trong sườn, cùng với lại 1 củ hành cũng xay nhuyễn rồi ướp vô. Củ hành khoảng 40 g. Đó, mình xay là nó nhuyễn như vậy nè, nó giống như mài. Sau đó cũng xóc đều lên cho thấm và ướp trong vòng khoảng ít nhất là 30 phút. Tiếp theo bằm hoặc là xay. Mình sẽ lấy cối 4 lưỡi dao, xay 40 g tỏi. Và mình sẽ nhấp thả cho nó cắt bằm, dặn bằm. Nếu mà thích nhiều tỏi hơn cũng có thể cho 70 g. Đây là muỗng canh ở Đức 10 ml, còn cái tablespoon là 15 ml, thì mình lấy cái muỗng canh 10 ml này để đồng gia vị. 1 muỗng canh nước tương Maggi. Nước tương Maggi ở Đức, nước tương Maggi này cũng có một cái loại sản xuất ở Ba Lan thì nó sẽ mặn hơn, còn nước tương này nó ngon hơn. 1 muỗng canh nước mắm loại ngon. Nếu mà cái loại không ngon thì mình có thể cho thêm chút. Dầu hào oyster sauce 1 muỗng canh vuông, hay là 1 tablespoon. Mình thường hay mua cái loại này. Tương ớt hiệu con gà hoặc là hiệu khác cũng được, tùy theo ăn cay nhiều ít thì mình sẽ cho. Ở đây mình cho 1 muỗng canh luôn. 2 muỗng cà phê vuông đường. Nếu như nhà có ăn bột ngọt thì cho 1/4 muỗng cà phê, không ăn thì khỏi cho. Và tiêu. Tiêu hơi nhiều một chút. Anh chị em và các bạn nào mình ăn được nhiều cái ớt thì có thể cho thêm ớt nữa. Do là cái này mình làm cho con nít ăn thành thử mình không có cho nhiều. Và 2 muỗng canh nước, hoặc là 3 muỗng canh. Sau đó quậy tan và đợi 30 phút sau. Do thịt thấm gia vị thì mình chiên. Cho dầu ăn vô chảo, lượng dầu mình sẽ cho khoảng 1,5 cm hoặc là tùy theo anh chị em và các bạn cho nhiều hay là ít. Mình cho ngập thì chiên nhanh hơn. Và sử dụng cái chảo chống dính. Và để chiên không bị văng dầu thì mình sẽ cho tinh bột bắp hoặc là bột gạo hoặc là bột chiên giòn hoặc là bột năng hay bột mì. Không cho tinh bột khoai tây. Dầu nóng mình phi tỏi. Anh chị em và các bạn sẽ để lửa lớn, mình bỏ tỏi vô xong. Nhìn thấy hơi bắt đầu chúm vàng thì vớt tỏi ra liền, bởi vì để lâu quá là bị đắng. Sau đó nhìn thấy tỏi hơi bắt đầu chúm vàng là mình sẽ vớt ra liền để tránh bị đắng. Như vậy là được. Và chờ nguội chút xíu là nó nâu vàng lên luôn. 1 muỗng cà phê vuông tinh bột bắp cornstarch. Cho lúc dầu nóng, sau đó đánh tan ra. Và cho sườn vô chiên. Mình sẽ chiên sườn ở lửa lớn. Như vậy thì sườn nó sẽ không có bị mất chất ngọt. Và có thể mình chia ra làm 2 hoặc là 3 lần. Chị em mình đừng chiên một lần nó đầy quá đó. Rồi cứ chờ khi mà nó nâu vàng rồi thì vớt ra. Mình cho bột như vậy để cho không có bị văng khi chiên. Cách này Vành Khuyên đã từng chia sẻ trong các video cách chiên không văng dầu. Anh chị em và các bạn có thể coi lại các video đó để chiên các món ăn sao cho không bị văng dầu. Đây là miếng sườn này, nó có nhiều sụn mà nó có nhiều thịt nữa nè. Nó dày lên đó, ăn rất ngon luôn. Khi nhìn thấy miếng sườn nâu vàng lên rồi thì vớt ra và để lên cái rây để cho chảy dầu. Cũng như mình sẽ vớt cái này ra để không thôi nó bị cháy. Đây là cái tỏi đó mình ướp vô đó. Và có bạn hỏi là sau khi chiên mà mình cho bột á, thì có sử dụng dầu này lại được không? Thì vẫn sử dụng lại được, bởi vì mình nhìn thấy ở đây cái dầu nó sạch, không bị dơ. Lượng bơ tùy thích, tức là lấy khoảng 20 g thôi. Sau đó cho toàn bộ cái chén sốt này và tắt lửa. Cho sườn, để lửa trung bình. Và nếu như mình thích ăn cái sườn mềm thì đậy nắp lại, đảo rồi hầm cho nó mềm. Nấu ở lửa trung bình. Cho áo gia vị hết rồi, lấy nắp đậy lại và để lửa trung bình nhỏ. Nấu từ 10 cho đến 12 phút, tùy theo mình thích mềm thì nấu lâu. Mình sẽ nấu 10 phút nha. Thỉnh thoảng mở nắp và đảo từ trên xuống để cho nó thấm. Nhìn thấy cái màu nó đẹp quá chừng chưa nè. Rồi mình cứ nấu cho đến khi mềm đúng như ý gia đình mình đó, thì tắt lửa và nhớ là để lửa nhỏ. Trong trường hợp nhìn thấy khô thì có thể cho thêm chút xíu nước vô. Wow, ngon quá chừng. Màu đẹp luôn và cái nước này nó sệt sệt. Thỉnh thoảng anh chị em và các bạn nhớ trở nha. Và mình nấu đến khi xăm vô cái mềm như vậy là được rồi. Thì lúc đó mở nắp và đảo một lúc cho nó cạn bớt. Hoặc là nếu như mà mình thích ăn như vậy nè thì để cái nước này chút nữa chan cơm ăn rất ngon. Nhìn miếng sườn quá ngon luôn, bóng mềm và thơm bơ, nước sốt sệt sệt. Sau khi mình nấu cho đến cái độ sệt vừa ý thích của mình thì lúc đó tắt bếp và cho tỏi. Tỏi lúc này rất giòn. Và như vậy là Vành Khuyên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn sườn sốt bơ tỏi. Và chúc nhà nhà cùng ăn cơm thiệt ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Sườn non sốt bơ tỏi, ăn cơm.